Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ hình poster của chương trình Duyên dáng Việt Nam kèm chú thích, em là ca sĩ trẻ triển giọng nguyên hương Phương Thanh. Vậy hoa tờ luôn hãy yêu như chưa từng yêu luôn đi nha cho thành ca sĩ trẻ luôn. Cảm ơn chương trình rất trân trọng cho em là ca sĩ trẻ luôn. Á huy huy, ngược dòng là ngược hết tất cả, giờ tin em nha. Không khó để nhận ra, Phương Thanh tỏ ra không hài lòng khi ban tổ chức của chương trình Duyên dáng Việt Nam đã xếp câu ngang hàng nhiều ca sĩ hậu bối như Uyên Linh. Trong khi đó, xét về tuổi đời và độ nổi tiếng, Phương Thanh dễ dàng xếp ngang hàng cùng Thu Minh và Lệ Quyên. Theo một số người, trên poster mặc dù vòng tròn ảnh của Phương Thanh không bé dại nhưng rõ ràng cô không thu được sự tôn trọng từ phía Bộ Tài chính khi không xếp cho một vị trí xứng đáng. Ở một poster khác, Phương Thanh được xếp bé dại ngang hàng cùng Uyên Linh. Trong khi Phương Thanh nói bông đùa trên trang cá nhân thì Thu Minh, Đức Tuấn, Lam Trường tỏ ra khá bức xúc với chuyện này. Nam ca sĩ Lam Trường cho biết, mặc dù chanh có thể cho qua xem mình kém chuyện này nhưng Bộ Tài chính không nên xem kém chuyện này, thiếu trân trọng thì kém sang. Đồng khái niệm với Lam Trường, nữ ca sĩ Thu Minh cũng vô cùng bức xúc, đêm qua Minh đến chương trình, lúc đó trễ mọi người đã về nên không nói được gì với Bộ Tài chính. Rất bất bình, sáng nay có nhắn tin thẳng là lần sau đừng mời chị nữa. Sau đó, ca sĩ Đức Tuấn cũng công bố, em thấy vụ đó lâu y mà cũng chẳng thèm ý kiến. Sau chia sẻ của Đức Tuấn, Thu Minh cho rằng, ủa sao không ý kiến, mày buồn cười, gì cũng phải có trước có sau. Làm vậy còn giữ được cái đức của nghề cho đàn em nó theo. Theo Thu Minh, hình ảnh của Đức Tuấn bị xếp bé dại hơn Uyên Linh cũng không đúng và cho rằng nữ ca sĩ khi chia sẻ hình ảnh cũng sẽ kinh ngần.